Xin lỗi anh em, mình đang đi tìm xin lỗi anh em, xin lỗi anh em, mình đang đi tìm cái giải solo aim. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ quay trở về với trận đấu giữa Ago và Guy và team NIP. Và như vậy round of Pistol đã thuộc về khách viên của team Ago Esports rồi. NIP vừa thua Pistol round. Không biết rằng có loạt được 1080 hay không đây. Đường truyền ngày hôm nay, đường truyền upload của bên ban tổ chức đang có vấn đề gì đó. Clean fit rất là lag. Và đây là một round eco với khách viên của team NIP. Vâng, một round eco và có vẻ như là NIP round vừa rồi họ đặt cái bom. Tôi nhìn này, tôi đoán là NIP rằng round đấu trước họ đặt được bom chăng. Và giờ đang làm thì muốn trả là mid. Tuy nhiên thì Ago Esports họ đang bắn kẹp 2 mid, 1 mid gần và 1 mid xa. Vâng, đây là một thùng bắn 2 mid đến từ khách viên của team Ago Esports. Và giờ đang làm thùng bỏ ra đến từ Dennis rồi. Vâng, Dennis đang bỏ chay và rồi Dennis. Vâng, như vậy Dennis nằm xuống bị Groovy. Và ngay lập tức làm một tiếng double kill cho Groovy và bom xe A. Vâng, rất khó cho NIP trong nào này. Tỷ số chắc chắn sẽ là 2-0 mà đúng là như vậy. 2-0 cho team Ago Esports. Mà hình như là round này NIP sẽ đủ tiền lên AK và đúng là như vậy. Các bạn thấy một tiếng eco chỉ có một lý do duy nhất, đó là đặt được bom cho round đầu tiên thì NIP có một round eco đấy như thế này. Tỷ số đang là 2-0 cho team Ago Esports. Và giờ NIP đang một round full buy với 5 khẩu AK. Trong khi đó số tiền còn lại của Ago đang là không nhiều. Vâng, PHR yếu tiền và Snatchy thì đang đứng lên M4, bỏ luôn một khẩu SMG. Đây sẽ làm round đấu quan trọng Ago. Như vậy vừa rồi các bạn thấy Snatchy đã bị bắn yếu. Đó là một tiếng của Getrai, Spawn và Smoke bắn yếu được Snatchy. Và bây giờ đang đứng Raken bò và Raken ăn. Vâng, một tiếng búp flash các bạn thấy. Rõ ràng vừa rồi đúng đẩy bom xay để Amen rất hay từ bộ đôi của team Ago. Và bây giờ thì sao? Raken có double kill rồi, bom xay clear. Một tình huống rất hài hước đến từ bộ đôi Pullen với cả Ruby. Bây giờ Getrai là người kê mid. Getrai là kê mid rất quái tình huống này. Và bây giờ làm tình đặt bom thành công đến từ cách viên của team NIP. Getrai là muốn bắt súng. Và giờ Toast đang là người kê Getrai. Và Getrai rất lì lợm, không hề đẩy ra để bắt người. Vừa rồi là bộ đôi bom xe A chủ động búp flash vào đẩy. Nhưng cuối cùng thì ông búp flash ông kia đẩy vào trắng xóa luôn. Như một câu chuyện hài đến từ bộ đôi team Ago Esports. Vâng, tự búp flash, tự đẩy vào, tự trắng xóa, tự đứng che tay che mặt. Vâng, không hề có thêm một quả flash nào cả trong tình huống rồi. Và bây giờ tỷ số sẽ là 1-2 cho team NIP rồi. Cách biệt của team Ago xếp được 3 súng, round sau họ vẫn có thể full buy bình thường. Một tình huống bộ đôi bom xe thủ quá dễ dàng. Rồi Dennis phát hiện ra vị trí xếp súng của đối phương. Vâng, trong khi đó thì một thanh niên. Và đây là chúng bắt người rất hay từ Getrai. Trong khi đó thì thanh niên PSR vừa rồi đã trốn kịp. Tỷ số bây giờ chắc chắn sẽ là 1-2 cho team NIP rồi. Và giờ thì cách biệt của team Ago Sports sẽ áp cố round này. Đây các bạn thấy. Vâng, tự buff flash để đẩy Amen và sau đó thì ăn đúng quả flash đồng độ trắng xóa. Raken tình huống này bắt timing rất chuẩn, các bạn thấy. Raken nó biết rằng có một thằng đứng ở xa ném flash vào và sau đó nó chạy qua smoke đặt tâm thẳng vào vị trí của đối phương luôn. Vâng, Ruby đang có 7 frag đến thời điểm hiện tại. Và đúng như dự kiến đây là một round bài tiếp tục đến từ team Ago Esports. Tỷ số bây giờ đang là 1-2, bây giờ NIP không giấu giếm ý định đánh A. Họ đi luôn một phát 5 người bom xe A luôn. Sẽ làm tụi đánh cái bom xe cơ bản. Smoke bắt đầu ném ra, còn Smoke hở rồi. Còn Smoke hở một bên rồi, đi qua Smoke từ vị trí của Dennis. Lửa ném vào ve tốt rất đẹp. Vâng, bây giờ thì đang tràn vào một bạn cho Forest. Rồi Perlin đang đứng sau của Smoke và Perlin bị ăn số 7 Dennis. Một tiếng Dennis tăng vòng, các bạn thấy Dennis không tăng bom như thường lệ. Và vừa rồi Dennis tăng về hướng shot, sau đó móc về trong bom. Bây giờ là tiếng 3v5, đổi được một mạng đến từ Toad. Toad bắn yếu luôn được Forest. Với tiếng Smoke, Smoke 3v3 get right hạ gục Toad. Tình huống giờ là 3v2, Getrai nằm xuống Beachy rồi, hơi khó tình này. Giờ Dennis phải đổi vị trí, Dennis có một bạn, Dennis bị hụt bởi Snatchy. Giờ thì Forest đang di chuyển rất quái. Tình huống di chuyển rất hay từ Forest và biệt Forest. Vâng, như vậy Forest bị hụt bởi Snatchy và tỷ số sẽ là 3-1 dành cho team Ago Esports. Vâng, vừa rồi thì Forest di chuyển khá quái, Forest vừa rồi di chuyển mà không có điểm dừng. Và tỷ số bây giờ là 3-1 dành cho Ago Esports. Vâng, cách viên team NIP họ có lợi thế hơn người rất sớm nhưng cuối cùng thì những tình huống đấu súng, những tình huống di chuyển có phần ngáo ngơ của team NIP đã khiến cho họ mất người và họ để thua round đấu vừa rồi. Và bây giờ thì cả hai team sẽ đủ tiền để full buy round đấu tiếp theo này. Vâng, đây là tiếng retake bomb của Snatchy, các bạn nhìn thấy. Dennis vừa rồi chỉ đổi được một mạng mà thôi. Và tình huống này Snatchy rất tỉnh. Vâng, sau khi một hai tình huống purify và khu vực method không thấy ai thì đã nghĩ rằng là Forest có thể đã di chuyển vòng quanh thùng đỏ. Và đó là một suy nghĩ rất là chính xác đến từ Snatchy.
Tỷ số là 3-1 và đây sẽ là một key round trận đấu khi mà cả hai team đều đã yếu tiền rồi. Và chúng ta hãy chờ xem Raken được stack lên để bắt người phục mid. Ruby sẽ là người đối đầu Raken. Vâng, Raken đang muốn pick người, tuy nhiên các thành viên của team GoGo Sport họ đang lùi rất sâu. Họ đang bắn một bit ở trong ven và một người đứng ở short. Hai bom xe B và một người bắn bom xe A. Vâng, các bạn thấy rằng đội hình của team GoGo Sport đang là một đội hình có thể nói là khá là hợp lý. Tuy nhiên đây là một đội hình bỏ bom xe A. Và giờ thì GoGo đang đứng rất đẹp và đó là một mạng dành cho Raken. Toss nằm xuống rồi. Một tình huống mà Raken tham mình rất chuẩn. 5v4 níp lại có lợi thế người. Và bây giờ làm tụng bò ra đến từ khu vực ven, đến từ thanh biên của team níp rồi. Dennis không hề nghĩ rằng PSR ngồi đây. Và như vậy Dennis nằm xuống với PSR. Và một tình huống rõ ràng là Dennis suy nghĩ quá đơn giản. Ngay lập tức thì Forest đẩy vào đổi mạng thành công. Một tình huống tham mình rất chuẩn. Forest bây giờ trong bom xe B chỉ còn lại một người thôi. Đó là Snatchy. Và Snatchy đang căn tham mình để bắn nhau. Lửa bắt đầu để trả vào. Bây giờ Snatchy vẫn đang kê cường skill. Snatchy chưa lộ vị trí. Bây giờ Snatchy lộ vị trí rồi. Vlad ném ra rất đẹp như Raken và bắt được Bolin. Bây giờ Snatchy. Và như vậy Snatchy nằm dưới Forest. Và bây giờ trở lại một mình Ruby vừa rồi. Ruby đang gặp rất nhiều khó khăn. Ruby spam rất yếu rồi. Giờ thì nhảy qua smoke luôn. Và Ruby nằm dưới Forest. Và tỷ số là 2-3 là team NIP. Như vậy là Nip vừa ăn được một key round rất quan trọng của trận đấu ngày hôm nay. Và ngay lập tức thì các bạn thấy rằng Ergo Sport họ cũng ra fork bài. Vâng, quyết định có thể nói được diễn ra rất là đơn giản và nhanh chóng nên các thành viên của team Ergo Sport yếu tiền. Một kỳ round rất quan trọng và Nip đã giành chiến thắng. Vâng, 0-0-3 đến từ Poland rồi. Round đấu vừa rồi là một round đấu các thành viên team Nip họ có những tình huống đổi mạng có thể nói là rất nhanh và hiệu quả. Và đây là một tình huống vất vích thành công đến từ Rick. Vâng, 5v4 từ rất sớm đến từ các thành viên team Nip. Và giờ thì sao? Đây là một tình huống đứng lỗi, tuy nhiên thì Groovy vừa rồi lỗi skill. Dennis headshot Groovy. Tiếp theo thì Forest có một mạng Poland ở trong khu bom sai A. 5v2 và cơ hội cho team Ergo Sport round này là gần như không còn nữa rồi. Vâng, Nip vẫn đang triển khai một đội hình kê rất chắc chắn. Và bây giờ một tình huống blink rất nhanh đến từ vị trí của Snatchy. Và giờ Raken đang muốn đấu skill. Vâng, Raken hạ gục được Snatchy ở mid rồi. Giờ thì PHR đang bị bao vây. PHR đang đứng ở khu vực link. Vâng, có lửa ném vào và PHR bây giờ bị bao vây hoàn toàn rồi. Trước mặt chặn bởi lửa, sau lưng thì chặn bởi địch. Bây giờ Forest đang đẩy vào. Và bây giờ chúng ta cũng chờ xem và đó là mạng dành cho Getride. Và tỷ số là 3 đều cho team NIP. Và giờ thì Ergo Sport sẽ có một round eco full rồi. Vâng, tỷ số thì gần như chắc chắn sẽ là 4-3 cho các viên của team NIP trong round đấu tiếp theo này. Rõ ràng Deep họ đang lấy lại được nhịp độ trận đấu sau cái round thua Piston quan trọng. Tuy nhiên thì đẳng cấp của họ với Makache này vẫn đang làm cái gì đó khá là chênh lệch so với đối thủ Ergo Sport. Tỷ số đang là 3 đều. Và bây giờ thì chuẩn bị sẽ là 4-3. Vâng, Getride đang người đi B. Các bạn thấy quả smoke Getride ném ra rất nhanh và chính xác. Groovy vừa bị bắn một viên off vào chân. Và ngay lập tức thì Dennis đã gục Groovy rồi. Vâng, đứng trong smoke hiện giờ đang là ai? Đó là... Và đi qua smoke lại là một tình huống tàm mình rất chuẩn của Taz. Tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì sao? Taz, vâng, Taz có double kill của USB. Một tình huống bắn cực kỳ khét của anh viên Taz. Và bây giờ thì anh viên team Nip vừa mất 2 người. Vâng, những tình huống tàm mình sai liên tục đến từ anh viên của team NIP. Bây giờ bom xe được chiếm rồi. Getride và gục Snatchy. Và cuối cùng Forest headshot được PSR. Đem về round thứ 4 cho team Nip. Vừa rồi là một tình huống mà Rick hình như lại ở Rick. Vâng, tay rút bom ra. Và đúng lúc thanh niên Taz chạy ra khỏi qua smoke. Thành viên Toát thật sự là kinh. 4-3 là nhóm thành viên của team Nip. Và bây giờ thì Ergo sẽ có một round full buy đầy đủ. Liên tục ở những tình huống lag. Thôi được, mình sẽ để chất lượng 720. Mong rằng nó không bị nữa. Khá là chán. Không hiểu là do đường truyền hay là do cái gì. Tỷ số đang là 4-3. Và đây là một round full buy đầy đủ. Tuy nhiên thì bên phía của Ergo round này thì họ không có một kit nào cả. Và bây giờ thì đang có một tình huống bắn hai bom xe B. Như vậy là một mạng cho Raken rồi. Nhìn thấy chân của vị trí của PSR luôn. Vâng, như vậy Getride nhìn thấy chân. Getride có biết rằng đối phương đã nhảy xuống hay không? Vâng, như vậy PSR đã nhảy xuống rồi. Tuy nhiên Raken đang kê trước. Và bây giờ Raken có double kill rồi. Trong B chỉ còn lại một người rồi. Đó là Groovy. Vâng, Groovy. Và bây giờ Raken đã bò ra. Và bây giờ thì Raken. Và đó là triple kill cho Raken. Bom xe B thủng, một mình Raken làm 3 hút bom xe B. Và tỷ số sẽ là 5-3 cho các anh viên team Nip. Không có cơ hội dành cho bé Toát trong tiếng này. Toát đang bị kê, Toát đang bỏ trong smoke. Và như vậy là Toát, trời ạ, Forest bắn lỗi skill tiếng này. Toát lại là người có mạng, mặc dù Forest đã kê rất đẹp tiếng vừa rồi.
rời toát tròn tám máu rồi, anh đang bị bao vây ở tất cả mọi hướng. Vâng, các bạn thấy móc từ hai hướng của mid. Rồi Getrai không nhìn toát đâu cả. Vâng, Getrai đang di chuyển vào bên thì Getrai bắt được toát rồi. Vẫn còn một người, đó là Perlin ở trong khu vòng xe A. Và giờ thì Perlin, vâng, Perlin hạ gục Getrai. Rồi Perlin bị bao vây rồi, đang dùng bao vây bởi Rake. Và đó là một dùng đấm mồm rất tốt của Rake. Và tỷ số là 5-3 cho team Nip. 5-3 và giờ thì Ergo Esport lại yếu tiền. Vâng, các bạn thấy rằng nếu mà Nip bắn T-side trước thì họ sẽ có lợi hơn rất nhiều. Tại vì Nip họ bắn T-side map này rất là hay. Tỷ số là 5-3 và giờ sẽ làm round eco đến từ anh viên của team Ergo Esport với những cầu CZ75 và Deagle. Cơ hội để Nip có cho mình round thắng thứ 6 trận đấu này. Thật sự là team Ergo Esport họ đang bế tắc khá nhiều cái map thiếu cache này, khi mà họ không thể cản được đối phương. Đây sẽ một tình huống, vâng, như vậy vừa rồi double kill cho Berlin. Vâng, một tình huống không hiểu tại sao các anh viên team Nip lại thích bắn nhau với cả team Ergo Esport với những tình huống đấu súng với cầu Deagle, những cái tầm hở, một cái chỏm đầu rất khó này. Và các bạn thấy Fern vẫn đang bắn rất cường skill. Và lửa ném vào rồi. Groovy vừa hạ gục Rick. Vâng, Raken đổi mạng Groovy đưa về một tình huống 2v4. Nip vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ đang làm tiếng đổi off. Và giờ Raken đang bò ra. Vâng, kẹp 3 bom xe rồi. Rất khó để ra tiếng này. Raken đang bò chay ra. Và bây giờ toát bắt được Raken. Tôi không hiểu tại sao cứ bò bằng được ra nhỉ. Vâng, một tình huống tặng súng tuyệt vời đến các anh viên team Nip. Tỷ số là 4-5 dành cho Ergo Esport. Tặng cho đối phương 3 khẩu súng. Vâng, rào này không hiểu tại sao anh viên team Nip họ cứ chảy cối họ đánh vào A bằng được nhỉ. Chết hai thằng rồi thì thôi lùi lại. Vâng, vẫn bỏ ra bằng được. Đối phương bách về 3 rồi vẫn bỏ ra A bằng được. 4-5 dành cho Ergo Esport. Vừa rồi là một tình huống đấu skill trực diện. Và Ruby đã bắn quá tốt với khẩu Deagle 2 viên 2 mồm. Và đây là một tình huống đánh ra bom xe B rồi. Không đánh A nữa và lần này đánh B, đánh B luôn. Một tú đánh B nhanh, mid to B. Dennis vừa hạ gục thành công, toát được gục mid. Giờ thì chuẩn bị tràn bom CB. PHR đang bị bao vây rồi. Vâng, PHR đang rất cố gắng và đang đứng bách về. Giờ thì PHR sẽ ăn lửa, rất nhiều lửa ném ra. PHR nóng rồi, ra kè nào của Ruby. Giờ thì PHR đổi được một bạc của Dennis. Nhưng PHR giờ chỉ còn 14 máu thôi. Và bây giờ PHR có nằm xuống hay không đây? Vâng, PHR, và bây giờ PHR, PHR có đâm kill rồi. Bắn rất tốt đi từ đây nhìn PHR mà vẫn chưa hề nằm xuống. Giờ thì quả smoke là one way. PR vẫn chưa lộ vị trí. Các viên team Nip thì họ hết sạch lửa đứng này. Rex đang muốn đẩy vào. Và rồi Rex đang bò vào rồi. Và bây giờ Rex hạ gục được PR 3v2. Vâng, có đi qua smoke hay không? Raken đang đúng kê ngược lại khúc B-main. Raken vừa rồi có vẻ như nghe đấy Snatchy rồi. Raken chắc chắn đã nghe thấy tiếng thằng Snatchy bật off. Và rồi đang làm tiếng mà bom chưa được đặt. Vâng, bây giờ đẩy vào đến từ Snatchy. Và Raken bắn trượt một viên rồi. Bây giờ thì đẩy vào Fulin lại gục Rick. Trong bom còn một người. Fulin đang di chuyển và không được rồi. Forest kết thúc được Fulin. Và bây giờ Raken đang đối đầu với cả Snatchy 1v1. Vâng, bây giờ spam nhau. Ném smoke vào Raken. Quyết đoán đâu thì cũng này. Vâng, một tình huống mà Snatchy đang xử lý có thể nói là rất dườm già. Khi mà anh nghĩ rằng Raken không dám đẩy ra. Nhưng Raken rào đấu vừa rồi quyết định cầm Glock đẩy ra bắn nhau luôn rất cục. Và Snatchy rào đấu vừa rồi rõ ràng là bị bất ngờ. Và tỷ số bây giờ là 6-4 cho team NIP rồi. 6-4 lại là một tình huống nữa mà chúng ta thấy đó là một tình huống hack não đến từ Raken. Vâng, một tình huống sai timing đến của Snatchy, một tình huống đấu 1v1 và lại là một pha vứt bích đến từ Getrai, nhưng Raken lần này đã nằm xuống bởi Snatchy. Vâng, bây giờ thì Getrai có đâm kill rồi. Rick hạ gục thành công Fulin ở khu bao xe A. Tình huống giờ đang là 4v2. Forest đang đẩy lên shot rất nhanh tiếng này. Vâng, PSR đang muốn đấu súng. Và giờ thì PSR đổi được một mạng rồi. Bây giờ thì PSR nằm xuống với Rake và chiều lại một mình. Đó là Snatchy với cầu họp rồi. Getrai đang bay tờ, Getrai nghe đấy rồi. Không, Getrai đang bay tờ khá xa. Getrai đang bay tờ tận ven cơ. Và Getrai không nghe đầy trong tiếng này. Và bây giờ cách việc team Nip có vẻ nhận đoán được rằng Snatchy sẽ bỏ. Và họ đang đuổi theo khá là cục. Vâng, bây giờ đang đuổi theo rất cục. Và các bạn thấy rằng Nip họ bắn T-side map này rất ít khi tù. Tại vì họ đặt tâm rất là tốt, họ hiểu map và đặc biệt là họ đổi người rất nhanh. Map thiếu này có flash ném ra rất chính xác và bây giờ Snatchy lộ trí rồi. Vâng, các bạn thấy Rake đang tăng vào. Rake đang tăng vào rất cục và bây giờ Rake, vâng, như vậy Rake có một tình huống nằm xuống. Rake không hề phát hiện ra Snatchy của tình huống flash vừa rồi. Và tỷ số bây giờ chắc chắn sẽ là 7-4 cho team NIP. Đây là các bạn xem lại tình huống phân tích của Getrai. Bắn đi ra thả mình rất chuẩn, sau đó búp có flash đi qua smoke luôn. Rất quyết đoán, double kill ở khu mid. Một tình huống Getrai tăng mid siêu nhanh và đó là một cái trick mà các bạn có thể học được. Tuy nhiên thì spore của Getrai round đấu vừa rồi là spore đẹp nhất.
Vâng, bây giờ thì đây là Rafuniko từ team Ergo Esports. Và các bạn thấy rằng Snatchy được đồng đội stack lên để nhìn khu vực trên cao. Rất đẹp trong round này. Vâng, round này thì Ergo quyết định bỏ bom CB và bắn 3 mid và 2 bom CA luôn. Như vậy là phát hiện ra đối phương rồi. Bây giờ thì Dennis suýt chút nữa nằm xuống. Rất may đó là thường mặt lỗi và lửa ném vào. Rất đẹp rồi. Trong khi đó Rick và cục PSR cùng bom CA tràn lên mid đi tới cái việc của team Nip. Và giờ Dennis. Vâng, như vậy Dennis có cho mình một mạng của Berlin. Toast đổi mạng Raken thành công. Và cuối cùng là một thùng headshot tốt của Forest. Tỷ số là 8-4 cho team NIP. 8-4 cho team NIP rồi. Đây sẽ là một round full buy từ team Ergo Esports với những khẩu M4, 5 khẩu Ripple, giáp 1 và không hề kit. Các bạn thấy rằng là đây là một trận đấu mà team Ergo Esports họ, những round thắng của họ thường là những round thắng rất là khó đoán. Vì đơn giản là những round full buy thì họ thường thua. Và đến những cái round đấu mà họ yếu tiền hoặc là họ fork buy thì họ lại có những round thắng, có thể nói là những round thắng dựa trên rất nhiều sự tỏa sáng cá nhân. Và đêm đúng chắn đầy ấy mên rồi. Và đầu súng xảy ra một mạng cho Berlin. Forest đổi mạng. Vâng, Forest nằm xuống Berlin rồi. Giờ thì đẩy vào có đổi mạng hay không. Tiếp theo thì Rekka Berlin. Và thì đúng giờ là 3v3. Móc cửa xanh. Một mạng dành cho Nastrachi. Nastrachi có double kill. Vâng, một round đấu mà cách biệt của team Ergo Sport họ đẩy rất đông. Và rồi Raken có biết vị trí của Toast hay không đây? Raken đang di chuyển rất quái. Và Toast thì vẫn hình như vẫn chưa hề biết Raken di chuyển vào trong bom rồi. Vâng, Toast vẫn đang kề và giờ Raken headshot được Toast. Và tình huống giờ đang là 1v2. Raken có thể làm được, đẩy vào cửa xanh rồi. Bom đang rơi ở ngoài khu vực hướng T-side, khu vực gần A-main. Rồi Raken cần phải có một tình huống tỏa sáng trong round này. Rất khó nhặt bom khi đang được kề trước Snatchy. Và giờ Raken đang bỏ về. Vâng, Snatchy gọi hội rồi. Ruby back về để hỗ trợ cho Snatchy ở tiếng này. Giờ Raken đang có tình huống cầm họp. Sẽ làm chúng bắn kẹp với hai người cùng nhau. Trả smoke ra. Và rồi Raken đang di chuyển rất quái. Raken có vẻ như biết điều gì đó. Đúng rồi, Raken biết vị trí của Groovy. Lửa ném ra, đẩy Groovy ra. Và bây giờ Raken bắn trượt viên rồi. Vâng, Groovy dính lửa. Groovy đang lùi lại rất hay. Bây giờ nhặt bom với Raken. Lùi lại rất nhanh từ Raken rồi. Vâng, Raken đang rất quái. Giả vờ đi về cửa xanh nhưng mà thực ra lại đi về khu vực A-main. Và rồi Raken di chuyển vào. Vâng, như vậy phát hiện đối phương của Raken nằm xuống với Groovy. Và tỷ số là 5-8 cho Ergo Esports. Các bạn thấy rằng Ergo họ không canh được bom và vừa rồi họ sử dụng cái tactic. Họ cho một thằng sang B ném quả smoke che bi main. Sau đó họ chạy về mid luôn. Sau đó thì còn lại 4 thằng còn lại cứ thế mà đẩy A rồi. Vâng, bắn đội hình 4 A và 1 mid đến từ cái viên Ergo Sport vẫn có thể thắng được deep trong round đầu vừa rồi. Một round đầu có thể nói là rất vất vả đến từ cái viên của team Ergo Sport. Họ mới có thể giành chiến thắng được. Và giờ thì Ergo đang trở về đội hình bình thường. Vâng, lại làm chúng đẩy nữa rồi. Bách về 4 bom xe để đẩy, một solo B. Một mình Snatchy là người solo B và có vẻ Nip biết rằng điều này. Vâng, đang bắn 3, 1 mid và 1 bom xe B. Rồi Nip đang muốn chặn bom xe B, chúng ta hãy chờ xem. Một mình bom xe B đang solo bởi Snatchy và thôi. Giờ sẽ đang cùng chặn vào rồi. Thế sao? Không sao đâu. Stream đang bị vấn đề gì? Thỉnh thoảng nó báo no single á. Cái này mình chịu.
Còn quay trở lại trận đấu thì lại là một đội hình 4 bò xe đến từ khách viên team Ergo Sport. Bây giờ Dennis đang tăng vào. Vâng, Dennis chờ quả flash, bây giờ thêm quả flash nữa, một mạng cho Dennis rồi. Tiếp theo Dennis có 5 kill và Dennis không có chip một kill thì này. Raken đổi mạng của PSR thành công, bây giờ trở lại một mình Poland. Poland nằm giúp với Getrive và bây giờ thì khó cho Snatchy rồi. Một khẩu PN10 giáp 2, không có bom và giờ Snatchy đang muốn làm một điều gì đó với khẩu PN10. Lộ vị trí chưa, như vậy Raken có vẻ nhìn thấy rồi. Raken đang kê và Raken bỏ qua Snatchy. Snatchy xử lý rất kinh nghiệm. Và bây giờ thì rất đen cho Snatchy khi mà ghét rai thì cũng lắc cả thả mình rất đẹp. Vâng, vừa rồi các bạn thấy rằng mặc dù Raken kê khu vực A-Main nhưng mà ghét rai không tin tưởng Raken vẫn lắc và check A-Main một cách bình thường. Và đó là một tình thả mình rất chuẩn ở ghét rai và rất đen cho thanh niên Snatchy từ này. Không nhận màn hình. Không hiểu tại sao nhỉ. Ok. Tỷ số bây giờ là 10-5 và bây giờ chúng ta sẽ đến với round đầu Piston Round. Vâng, liên tục với những tình huống mạng lag mà mặc dù mình đã để chất lượng là 720, 60 rồi vẫn rất là lag. Đây là một tình huống Nip đang bắt bài 3 bom CB và Ergo đang muốn đánh bom CB thật. Mình đổi cả hai đường truyền nó vẫn bị, mình để 720 vẫn bị. Mình nghi là cái này là do clean fit của bên, đúng rồi. Cái lỗi vừa rồi là chắc chắn là do clean fit có vấn đề. Vâng, bây giờ đang làm tình 4v4 và các bạn thấy rằng bên phía Nip họ mất một người. Ở bên phía Ergo cũng như vậy. Giờ thì chuẩn bị tràn vào bom CB rồi. Nip đang muốn back về. Tuy nhiên thì đối phương đang hầu bê rất đông. Nip đang bắt bài sai rồi. Rick đang người duy nhất ngồi trong vèn vào này. Và tình huống này thì các thành viên team Ergo họ đang kê rất lì lợm. Vâng, tuy nhiên thì team Nip họ vẫn đang giữ đội hình khá đẹp. 2B, một người đứng ở short. Và giờ thì Ergo đang can thăm mình. Sẽ là chúng ném bom để tràn vào bom CB thôi. Quá nhiều. Vâng, nhìn hình này chắc chắn là do là upload của bên SL bị vấn đề, clip bị vấn đề, không phải là do bọn mình. Mạng bọn mình hai đường truyền đều bị rồi. Và bây giờ là chúng ta là bom CB đến cách biệt của team Ergo Sport. Đấu súng xảy ra, toát có với tiếng headshot được Dennis. Giờ Rex đang muốn làm gì đó, Rex cần phải nhảy xuống để chiếm vị trí. Tuy nhiên Rex không nhảy xuống, bây giờ Rex đang muốn cầu máu. Vâng, tiếp theo thì PSR có cho mình một mạng ghét rài. Và rồi Rex hạ gục thành công toát rồi. Rex có double kill hay không đây? Vâng, đang dùng bắn nhau. Rex sắp hết đạn và bây giờ Rex. Vâng, như vậy Rex có double kill, triple kill cho Rex rồi. 1v1 trong bom và Rex biết rằng là Snatchy trong bom. Di chuyển vào, Snatchy di chuyển rất quái. Bây giờ Rex bị headshot bởi Snatchy với tỷ số là 6-10 cho team Ergo Esport. Ergo đã giành chiến thắng một cái round rất quan trọng, đó là round đấu Piston Round. Vâng, Rex vừa rồi đã bắn khá là hay, tuy nhiên như vậy là chưa đủ để cho team NIP có cho mình một round thắng. Các bạn thấy rằng những player còn lại của Nip trong round vừa rồi thì đều chết chay, chỉ có một mình Rex là người giết người thôi. Và bây giờ thì team Ergo Sport đang một thứ tràn mít nhanh. Vâng, Nip thì họ đang bắn đội hình 2 shot cho round này, 1 A-Main. Và người đang duy nhất có UP vào đây rồi, Rex vừa rồi rất non, quả smoke của thanh niên này bị lỗi. Thanh niên Rex ném qua smoke B-Main lỗi hở một khe rất rộng và sau đó Rex đi qua quả smoke rất ngây thơ. Và tiếp theo thì toát headshot được Dennis. Vâng, tình huống rồi các bạn thấy Dennis đứng giữa đường kê và tôi cũng không hiểu tại sao thanh niên toát lại có một tình huống lắc ra ngồi góc chuẩn như vậy. Và quả nết ném vào. Vâng, quả nết để chặn đối phương tràn ra bom xe nhanh từ Getrai. Getrai từ này đổi được giỏi lắm, được hai mạng là cùng và Getrai bị spam chết bởi toát rồi. Vâng, lại là một tình bắn xuyên smoke nữa. Thanh niên toát này đã bắn phải gọi là giống yệt như hack. Vâng, đặt tầm ngồi chúng trích góc chính xác đến không thể tin được. Vừa rồi chúng purify và smoke như kiểu biết vị trí của đối phương. Vâng, Raken đổi được một mạng Ruby rồi. Vừa rồi Forest đã muốn làm cái điều gì đó. Vâng, Forest phát hiện ra vị trí của Toast vẫn đang nhấp nhá rất khó chịu và bây giờ Toast đâu súng. Vâng, một thứ móc mid không thành công với Snatchy. Forest đổi mạng của Raken. Và giờ làm đúng 1v3 đến từ Forest. Vâng, Forest có lẽ nên xếp súng rồi, có một khẩu AK. Và đúng là như vậy.
Xếp khẩu AK là một điều gì đó tuyệt vời cho khách viện team NiP trong round đầu sau. Và tỷ số sẽ là 7-10 cho team Ergo Esports. 7-10. Vâng, cái tình huống ngồi của thanh niên Dennis. Các bạn thấy thằng Dennis đứng giữa đường nó kê một cái góc rất dị. Đó không phải là một góc check. Nhưng mà thanh niên Toát có một tiếng lắc ra ngồi xuống đặt tầm rất chuẩn xác và bắn vào đầu của đối phương. 7-10 cho team Ergo Esports rồi. Bây giờ là khách viên của team NiP sẽ có Rapunico và Ergo Esports sẽ có cơ hội có cho mình ra thắng thứ 8 trận đấu hôm nay. Đây là một cái trận đấu mà NiP đã thua cả hai round Piston ở cả hai bên. Họ mất rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên thì họ vẫn đang dẫn đối phương tỷ số là 17. Rõ ràng đây là cái map mà NiP đang bắn tốt hơn đối phương rất nhiều, mặc dù để thua Piston round cả hai bên. Vâng, cầm một HP bắn cương mid rất tự tin đến từ vị trí của Rek. Và đây là một round đấu mà Raken được đồng đội ném cho một khẩu Deagle. Forest là người duy nhất của AK đang là người bắn ở khu vực CD Bay. Forest sẽ đứng vị trí kết người. Trong đó những player còn lại của team sẽ có nhiệm vụ hút đạn dành cho Forest. Và giờ thì các viên team Ergo Esports họ đã kê rất lâu và giờ thì họ đang muốn tràn ra chiếm mid. Vâng, có vẻ như muốn đánh mid to B rồi. Và Rek vừa rồi hạ gục thành công PSR, gục mid với khẩu USB. Tuy nhiên Phu lên đổi được một mạng của Getrai với khẩu AK và rồi Rek sẽ bị bao vây. Vâng, Rek đùi lại khá hay. Forest có một mạng toát rồi. Rek đang bắn khá tốt, rất khó chịu. Vâng, Rek vẫn chưa hề nằm xuống, các bạn thấy. Bây giờ thì tiếp tục dùng cover từ Forest. Vâng, Forest bị câu máu, Forest yếu rồi. Vẫn là những thu spam. Phương lên đảo Rek và Forest nằm xuống với Groovy. Thì huống giờ thì sao? Tiếp theo thì đó là một mạng anh cho Groovy. Dennis nằm xuống rồi. Giờ đang nằm xuống solo B. Giờ có đánh với B không đây? Raken nằm xuống móc mid. Giờ đang một góc kê lại rất đẹp đến từ vị trí của Snatchy nhưng không được rồi. Raken kết thúc được Snatchy, nhặt được khẩu AK. Rồi Raken có vẻ như không thể đoán được đối phương và tỷ số là 8-10 cho team Ergo Esports. Bộ đôi của team Ergo vừa rồi đứng góc rất đẹp. Vâng, hai người ngồi trên mái và đặc biệt các bạn thấy rằng là hai thanh niên này có giáp, trong khi đó thanh niên Raken thì không có giáp. Cơ hội gần như là không có. Vâng, rõ ràng là vừa rồi thì không hiểu thanh niên Rek với khẩu USP kê từ khu đầu mid đến cuối mid lên trên núi cao vẫn có thể bắn chết một thanh niên giáp 2 nhanh đến mức như vậy. Ở tầm thế giới thì các player họ bắn tay rất là to. 8-10 và đây sẽ là một round pull buy đầy đủ đến từ team NIP. Raken đang là người có off. Vâng, Raken đang bắn off solo B và đây sẽ dùng kẹp 3 mid đến từ khách viện team NiP cương mid luôn. Một solo A đến từ vị trí của Getrai. Raken đang đẩy B khá đẹp rồi. Tuy nhiên thì bên phía của team Ergo Esports họ đang không thiếu, họ bỏ KB rồi. Họ đang di chuyển dần về mid. Vâng, như vậy đã bỏ KB. Trong khi đó thì team NiP vẫn đang giữ đội hình 3 mid trong round này. Vâng, sẽ làm thiếu stack lên núi và búp flash hay không đây. Smoke được che link, được ném ra là điều chắc chắn. Và giờ NiP vẫn đang bắn cương skill. Rek kê trên núi cao, Dennis kê ở khu dưới. Vâng, thêm một tiếng cover nữa đến từ vị trí của Forest. Và giờ thì sẽ là một tiếng tràn lên núi cao đến từ cách biệt của team Ergo Esports. Chuẩn bị đầu súng, flash bắt đầu ném ra rồi. Vâng, NiP họ còn smoke hay không? Rek còn một quả smoke để che dưới. Rek còn ném đây. Bây giờ sẽ là một tiếng đánh bom xe A đến từ cách biệt của team Ergo Esports rồi. Vâng, bây giờ thì chuẩn bị tràn ra. Forest vừa có một mạng toát ở khu mid rồi. Giờ thì chuẩn bị tràn ra bom xe A. Getrai sẽ đối đầu Snatchy. Snatchy kê trước. Berlin vừa bị bắn yếu rồi. Vâng, trong bom đang có người. Và giờ thì một mạng cho Edith. Tiếp theo thì Getrai hết shot Berlin. Vâng, đổi mạng rất nhanh. Snatchy ông Forest Getrai nằm xuống với Groovy. Tình huống giờ lại là 2v3. Và bây giờ là một dùng đầu súng bắn lỗi đến từ ai đây? Vâng, như vậy là một dùng xấy lỗi đến từ một player của team NiP. Snatchy vẫn đang góc kỳ ọp khá đẹp. Quả lửa thì trả ra rồi. Bom đặt kín được tiếng này. Và NiP có cơ hội retake bom. Bom đặt kín với rồi Groovy đang muốn đấu súng. Vâng, sẽ làm chúng gỡ bom hay không đây? Rồi Rek đang muốn đẩy ra, như vậy là bắn trượt đến từ vị trí của Snatchy. Smoke ném ra che mắt Groovy, đổi mạng của Raken. Bây giờ Rek có một mạng. Giờ làm chúng một red một và Dennis là người chiến thắng tìm đấu súng với cả Rek và gỡ bom không kịp rồi. Và tỷ số là 9-10 cho cách biên của team Ergo Esports. Và một tiếng 5v2 và cách biên của team NiP đã để thua. Các bạn thấy rõ ràng là NiP họ gặp cái vấn đề 5v2 và NiP để thua rất là dễ dàng ra đấu rồi. Một tình huống retake bom có thể nói là khá tệ đến từ khách viên team NiP. 9-10 cho team Ergo Esports rồi. Và bây giờ thì khách viên team NiP đang quyết định fork bài luôn trong round này. Quyết định có thể nói là khá mạo hiểm. Và quyết định fork bài liều lĩnh. Đây là một chúng tràn bom xe B. Ergo đang muốn tràn bom xe B nhanh và chúng ta chờ xem. Kraken bắn trượt một viên và nằm xuống rồi. Nhưng vẫn còn hai người nữa ở B. Bắt đầu tràn vào. Rek đang đứng góc khá đẹp. Bây giờ thì Forest đang là người hút đạn.
Vâng, Rick đang kề trước và bây giờ Forest, vâng, Rick có một bạn như Forest vừa nằm xuống. Bây giờ Rick đã bị bao vây, Rick có double kill và Rick bị áo gục rồi. Móc là thành công đến từ vị trí của Dennis. Còn một người và bây giờ Dennis có cho mình hai mạng. Vâng, bom rơi rồi, bây giờ Dennis bị áo gục bởi Toad nhưng vẫn còn. Đó là Getrai đang đứng ở City Bay. Rồi liệu Toad có đoán ra điều này hay không đây? Getrai đang kề ngang. Rồi Getrai đang di chuyển, các bạn thấy Getrai bỏ vị trí City Bay rồi. Getrai đang di chuyển lên vòng giáo mid. Một tình huống di chuyển thì nói rất đại não từ Getrai. Đây sẽ là một tình huống mà Toad sẽ là một thanh niên suy nghĩ đơn giản, gặp một thanh niên theo kiểu não to, đó chính là Getrai. Và rồi Toad đang muốn bỏ ra khu vực outside B. Và Getrai móc hẳn ra outside B, các bạn thấy rất hại não luôn. Rồi Toad sẽ bỏ vào rất từ tốn, check góc. Getrai đi một con đường vòng rất khó chịu, các bạn thấy Toad bỏ vào rồi, bỏ vào check rất kỹ outside. Rồi Getrai đi con đường rất xa. Rồi Toad sẽ đặt bom kín thứ này rồi. Vâng, Getrai đang để mất lợi thế của mình. Một tình huống xử lý, các bạn thấy rằng là phong cách xử lý của Getrai nó phức tạp như thế nào. Và bây giờ chúng ta đang dính một tình huống mạng lát. Bom vẫn chưa đặt. Toad cũng là một thanh niên suy nghĩ phức tạp. Bây giờ Toad đặt bom luôn. Getrai sẽ bỏ vào. Bây giờ Getrai bỏ vào rất đẹp rồi. Getrai bỏ rất đẹp. Bây giờ Getrai, vâng, như vậy Getrai là người chiến thắng trong tình huống đấu súng này. Và tỷ số bây giờ là 11-9 cho team NIP. Vâng, một pha xử lý có thể nói là cực kỳ hại não đến từ cả hai player. Một player thì đi một con đường thẳng vào trong bom, tuy nhiên thì cũng bỏ trườn check choác rất cẩn thận. Trong đó thì Getrai vừa rồi đứng ở CD Bay, vâng, walk một mạch về mid, rồi vòng lên móc outside B. Thật sự là hại não, quá là hại não thì cũng xử lý 1v1 vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 11-9 này, các anh viên của team NIP. Vâng, bây giờ thì Ergo Sport đang quyết định fork bài luôn trong round này. Họ biết rằng đây là một key round trận đấu. Nói chung là lối chơi của bọn Ergo Sport này có phần hơi quá cục. Nghĩa là nó hơi focus nhiều vào những key round. Và điều đó, những cái lúc mà nó cứ thua key round là coi như là nó thua luôn. Vâng, nó bắn hơi cục quá. Đáng nghĩa là team Ergo Sport họ nên bắn bình tĩnh hơn. Vâng, tỷ số đang là 11-9 cho team NIP. Và bây giờ thì Ergo Sport đang muốn đánh bom xe A cơ bản. Có vẻ như họ biết rằng bom xe A là tử huyệt của team NIP rồi. Giờ thì buff flash nhảy qua smoke luôn đến cách biên Ergo Sport. Chúng hãy chờ xem Getrai tham mình có sai không. Đấu súng xảy ra, một mạng cho Dennis rồi. Dennis có 5 kill nhưng Draken vừa nằm xuống bởi Snatchy. Vâng, bom xe B chết. Bom xe A thì lại không tiêu húng lạc. Thật sự là... Vâng, sau tiêu húng lạc thì tôi thấy Getrai giết 2. Tôi chỉ biết điều đó thôi. Và giờ Snatchy thì đã lộ tiếng rồi. Vẫn còn một người ở bom xe B. Và bây giờ thì đó là một tiêu húng. Có mạng hay không đây? Có mạng hay không đây? Vâng, các bạn thấy tình huống rất gay cấn thì mạng lại lag. Trời ạ, để 720 rồi mà. Vâng, tình huống này Tâm đang đặt gần trúng chân rồi đấy. Chết đâu, vâng, như vậy là chết. Giờ làm nào đây? Rồi, mình sẽ phải đổi đường truyền một lần nữa. Không biết là do cái gì. Mình thì đoán là do clean feed của đối phương. Không biết có đúng hay không. Vâng, cầm Glock ra mít. Ui, vãi cả trưởng, cái gì mà xảy ra vậy? Bây giờ thì đến Getrai bị Glock bắn chết à? Thanh niên được tìm đi, bọn đang làm gì vậy? Vâng, Dennis vừa đổi được một mạng của Toad thì tình huống giờ đang là 3v4. Và bây giờ thì có bom, Getrai một tình bắn lỗi skill thì nói là rất đáng trách. Bây giờ các anh biết được team deep chắc chắn sẽ retake bom. Vâng, Forest bị Glock bắn chết ở mid và bây giờ đẩy vào. Một mạng cho Rick rồi, Rick nằm xuống về Poland. Và bây giờ thì Dennis có cho mình double kill. Flash được trả ra, vâng, Dennis yếu rồi. Và bây giờ Draken đang muốn đẩy vào. Bây giờ chúng ta hãy chờ xem có bom lửa. Và bây giờ Draken, vâng, như vậy Draken và bom lửa chết rồi, ôi. Không tin được, Nip thua nào này một cười đó chịu được. Vâng, Forest cầm AK giáp 2 để thằng cầm Glock ra mít nó bắn chết. Trời ạ, à, trong đó Getrai chống Eco. Vâng, để đối phương vào bắn chết. Không giết được ai cả, sấy. Một tình huống bắn có thể nói là cực kỳ hài hước đến từ khách nhìn tìm Nip. Không để có một tình huống hài hước hơn. Tuyệt vời. Trong đó thì mạng vẫn tiếp tục xoay. Thật sự thì cũng xin lỗi anh em thì trận này... Đường truyền này không biết là do bên SL, nhưng mà mình nghĩ là do bên SL. Clean feed của họ có vấn đề. Mạng xoay nhiều quá, mình cũng chả thể focus được vào trận đấu mấy.
Ui. Vâng, vừa rồi Get Right thì uống đẩy vào, không hiểu tại sao Get Right đặt tâm chuẩn như vậy. Vâng, tiếp theo thì Dennis đang phơ lần rồi. Ô, double kill cho Dennis. Và bây giờ Dennis, ui dồi ôi, vâng, chết hai người một lúc. Tình huống giờ đang là 3v2. Và chúng ta thấy rằng thanh niên toát chỉ còn 6 máu thôi. Nip có cơ hội trong round này. Raken đang kê trước và bây giờ Raken đang đấu súng. Rất khó chịu từ Raken. Raken vẫn chưa đạp xuống, vẫn đang nhấp nhá solo aim. Raken headshot được Ruby rồi. Vâng, đây là một tình huống cuối cùng thì Forest nào cũng toát đưa về tỷ số 13-10 từ team NIP. Trận đấu đang diễn ra theo một cái kịch bản có thể nói là cực kỳ hài hước. Vâng, cứ ai là team toàn là eco full. Nếu mà bảo Fox Bay thắng thì nó là một vấn đề, nhưng mà từ nãy giờ các bạn nhìn thấy toàn là eco full, toàn là USP với cả Glock bắn thắng. Vâng, hai team này tấu hài hay thật. Vâng, không hề có giáp tí nào luôn. Và đây là một tình huống mà đánh B rồi và Raken vừa phớt pick thành công, PHR cũng bít dưới. Một tình huống định phi láo đến từ team Ergo Esports không thành công. Và bây giờ thì Ergo đang muốn quét được bom xe B. Bom xe B đang bắn 2B. Forest vừa có cho mình một mạng Groovy ở khu bom xe B, một tình huống đấu skill. Đổi mạng rất nhanh thì snap chỉ. Vâng, vừa rồi không hiểu tại sao Forest lại quyết định cường skill tình huống đó nhở. Forest là người cầm M4. Có vẻ như Forest nghĩ rằng đối phương yếu tiền, không có tiền lên off. Và bây giờ Rake bị hạ gục rồi. Rake vừa rồi di chuyển vào vị trí đấy, có vẻ như Rake đã bị phát hiện. Và bây giờ đang làm chúng 3v3 bom xe A rồi. Như vậy đang chúng móc khu vực CD Bay. Toát đang là người móc, nhưng Toát chỉ có một CZ75 mà thôi. Trong đó thì Fallen đang kê lại mid. Và bom bây có vẻ như biết rằng có người để A rồi. Có vẻ như biết có người để A. Một tình huống Get Right để A mà hình như đã bị lộ. Các bạn thấy rằng anh viên của team Ergo Sport họ đang kê lại rất chắc chắn. Tuy nhiên Get Right đứng một cái góc rất khôn. Và bây giờ thì có phát hiện vị trí đối phương không? Như vậy Toát lộ vị trí rồi. Bây giờ thì Dennis sẽ quăng đi tích bom và một mạng cho Get Right. Tiếp theo sau Get Right có double kill rồi, thủ mặt rất tốt được Get Right. Rồi Toát đang muốn đẩy vào và bây giờ Toát, vâng, như vậy Get Right phát hiện vị trí của đối phương. Get Right trả lửa ra và bây giờ thì Get Right nằm xuống, nhưng quả bom lửa đã kịp đốt chết được thanh niên Toát và tỷ số là 14-10 cho team NIP. Một hình ảnh tỏa sáng cá nhân đến từ Get Right. Và bây giờ thì có vẻ như Ergo sẽ có một đầu eco chứ. Tỷ số đang là 14-10. Và giờ thì Ergo Esports khả năng rất cao là Ergo Esports sẽ eco vào round này. Và đây là một round eco full. Và đúng như vậy, Raken first pick được thành công mạng của Toát rồi. Vừa rồi là một tiếng đích đầu súng. Và bây giờ Raken có double kill. Vâng, phải vác off ra mid thì mới có thể control được mid dễ dàng. Nếu mà bắn AK vẫn có thể sợ Glock bắn chết. Và bây giờ thì chúng ta chờ xem Dennis đầu súng. Dennis chỉ đổi được một mạng thôi. Bắn rất kinh đến những thành viên của team Ergo. Và bây giờ thì bắn trượt một viên đến từ Raken rồi. Nhặt được khẩu M4 của Dennis thì tình huống giờ là 4v2. Khá là khó khăn. Và chúng ta cũng chờ xem. Vâng, các bạn thấy rằng thanh niên Snatchy rất khôn. Được stack lên thùng đỏ để đổi sang vị trí bên trái. Và giờ thì bò ra mid. Vâng, bây giờ thì Raken đang bỏ kê. Và bây giờ Raken, vâng, như vậy là một thùng flick rất tốt của Raken. Ui dồi ôi, snap và bắn trúng đối phương rồi. Và giờ Raken, vâng, Raken nằm xuống với Snatchy. Thì huống giờ đang là 3v1. Snatchy giờ chỉ còn lại có 8 máu rồi. Và cuối cùng thì quả nết quá tốt của Get Right. Tỷ số là 15-10 cho team NIP. Vâng, vừa rồi là một tình huống mà chúng ta thấy khả năng phản xạ flick không tâm của thanh niên Raken là tốt đến như thế nào. Và tỷ số bây giờ đang là 15-10 cho team NIP. Vâng, bây giờ thì Ergo Esports có một round full buy đầy đủ. Vâng, đội hình bây giờ của team NIP đang là 2-1-2. Và như vậy Raken không còn bắn off ở cuộc shot nữa. Raken đã thuyền chuyển vị trí ra cửa xanh. Một tiếng đẩy cửa xanh thành công đến từ Raken. Vâng, first pick rất tốt đến từ team NIP. Và bây giờ lợi thế hơn người rồi. Tuy nhiên NIP đang bắn solo B và Rick vừa headshot Snapchi ở cuộc outside B. Vâng, các thành viên NIP đang có rất nhiều lợi thế trong tình huống này. Raken sẽ làm gì đây? Raken có double kill rồi. Những tình huống ăn off tốc độ cao, Get Right vừa nằm xuống về Fallen ở khu vực A-Main. Giờ thì Fallen sẽ muốn đẩy ra luôn hay không? Và Fallen yếu lắm rồi, và như vậy là Fallen nằm xuống bởi Dennis và chỉ còn lại một mình PHR mà thôi. Vâng, PHR đang spam Ferrer, spam qua Flash và bắn chết một người, nhưng Raken kết thúc trận đấu với triple kill tỷ số là 16-10. Như vậy NIP đã giành chiến thắng 2-0 trước team Ergo. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ trong ít phút để chuẩn bị đến với cả trận đấu cuối cùng trong ngày, đó là trận đấu giữa Space Soldier và Guy Esports.